Huyền rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Tin sáng ngày 13 tháng 9 trên kênh FBNC. Trong phần đầu tiên của chương trình, chúng tôi xin chuyển tới quý vị các thông tin đáng chú ý như sau. Thủ tướng chỉ thị Bộ Tài chính tạm thời không tăng thuế phí trong năm 2017. Dự án Metro số 5 giai đoạn 1 đã kêu gọi được 1,1 tỷ euro vốn đầu tư. Tốc độ tăng trưởng thương mại điện tử Việt Nam cao nhất thế giới, tăng trung bình 35%. Thực vị theo chỉ thị từ Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính sẽ tạm thời không tăng phí thuế trong năm 2017, bỏ đề xuất tăng các loại thuế bao gồm thuế VAT trước đó, nhằm hướng tới mục tiêu đạt tốc độ tăng trưởng GDP 6,7%. Với mục tiêu tạo mọi điều kiện thuận lợi thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2017 là 6,7%. Ngoài việc tạm hoãn các đề xuất tăng thuế phí trong năm nay, chính phủ cũng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước tăng cường thanh tra kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm trong lĩnh vực tín dụng, đảm bảo an toàn cho hệ thống. Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước cũng cần đưa ra những chính sách tài chính phù hợp với tốc độ phát triển kinh tế của cả nước. Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước cần tiếp tục phấn đấu giảm 0,5% lãi suất cho vay từ đây đến cuối năm và tốc độ tăng trưởng tín dụng cả năm đạt khoảng 21% để thúc đẩy sản xuất và kinh doanh. Văn phòng Ủy ban Nhân dân TP.HCM vừa có công văn xử lý kiến nghị của Hiệp hội Bất động sản TP.HCM liên quan đến đơn xin cứu xét của công ty cổ phần TDS là chủ đầu tư của dự án khu dân cư thấp tầng Thảo Điền quận 2 Thảo Điền Sapphire. Trong công văn số 11761, Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh truyền đạt ý kiến của Chủ tịch thành phố Nguyễn Thành Phong, cho Sở Xây dựng có ý kiến tham mưu về đề xuất của Hiệp hội Bất động sản thành phố Hồ Chí Minh HORIA và ý kiến của công ty cổ phần TDS về việc cưỡng chế tài khoản ngân hàng trình để Ủy ban Nhân dân thành phố quyết định. Trước đó, HORIA đã có công văn gửi Ủy ban Nhân dân thành phố kiến nghị cho tồn tại công trình vi phạm xây dựng của dự án Thảo Điền Sapphire, dự án cho công ty cổ phần TDS làm chủ đầu tư. Bởi dự án này đã bị xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Bản thân công ty cổ phần TDS cũng đã gửi công văn cho Ủy ban Nhân dân thành phố, cho biết đã thanh toán tiền phạt và đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố thông báo cho ngân hàng BIDV biết và không cưỡng chế tài khoản của công ty nữa. Thưa vị, theo thông tin mới từ dự thảo thông tư quy định xếp hạng tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài đang được Ngân hàng Nhà nước soạn thảo thì tất cả các hệ thống ngân hàng ngoại đang hoạt động tại Việt Nam sẽ được xếp hạng. Cụ thể, trước ngày 30 tháng 6 hàng năm, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước sẽ phê chuẩn kết quả xếp hạng của năm liền kề trước đó đối với ngân hàng. Bên cạnh đó, việc xếp hạng này cũng không áp dụng đối với các tổ chức tín dụng bị kiểm soát đặc biệt. Các ngân hàng sẽ được xếp hạng theo các hạng như hạng A tương đương với mức tốt, hạng B khá, hạng C trung bình, hạng D yếu và hạng E là yếu kém, căn cứ vào mức điểm xếp hạng đạt được. Các tiêu chí xếp hạng bao gồm đánh giá vốn, chất lượng tài sản, quản lý điều hành, kết quả hoạt động kinh doanh, khả năng thanh toán, tỷ lệ rủi ro. Tuy nhiên, kết quả xếp hạng sẽ không được công bố công khai trên website của Ngân hàng Nhà nước mà sẽ được gửi riêng cho từng ngân hàng được xếp hạng. Thông tin từ Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP.HCM, tính đến giai đoạn hiện tại, thành phố đã kêu gọi thành công 1,1 tỷ euro trong tổng số gần 1,6 tỷ euro tổng vốn đầu tư của dự án tuyến đường sắt đô thị số 5 giai đoạn 1, đoạn nối từ ngã tư Bầy Hiền đến cầu Sài Gòn. Thông tin từ Ban Quản lý Đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh, tính đến giai đoạn hiện tại, các nhà tài trợ đã cam kết tài trợ hơn 1,1 tỷ euro, trong đó chính phủ Tây Ban Nha cam kết tài trợ hơn 275 triệu euro, Ngân hàng Phát triển Châu Á cam kết tài trợ 475 triệu euro, Ngân hàng Đầu tư Châu Âu cam kết tài trợ 150 triệu euro và Ngân hàng Tái thiết Đức thì cam kết tài trợ 200 triệu euro. Theo dự toán được lập vào tháng 12 năm 2014, tổng mức đầu tư cho dự án tuyến đường sắt đô thị số 5 giai đoạn 1 là 1,563 tỷ euro. Như vậy, dự án này chỉ còn lại gần 500 triệu euro, dự kiến sẽ được chi bằng nguồn vốn đối ứng của ngân sách thành phố Hồ Chí Minh. Thì hiện nay là tuyến số 1 thì chúng ta và số 2 thì chúng ta đang triển khai và cái tuyến metro số 5 giai đoạn 1 sẽ là cái dự án kế tiếp của thành phố Hồ Chí Minh. Hiện nay là đang được trình để Thủ tướng Chính phủ và nói chung là Chính phủ là xem xét để chấp thuận cho phép đầu tư. Thì cũng mong có những cái ý kiến tích cực để chúng ta có được cái dự án trong tương lai và Hội đồng Thẩm định Quốc gia có thể thông qua được dự án để chúng ta trình, Thủ tướng trình được cho Quốc hội để Quốc hội chấp thuận được cái chủ trương đầu tư tiếp tục. Tuyến metro số 5 giai đoạn 1 đi từ ngã tư Bảy Hiền đến cầu Sài Gòn. Dự án có tổng chiều dài tuyến là gần 9 km, gồm 7 km ngầm.
1,4 km trên cao với 8 ga ngầm và 1 ga trên cao. Ban đầu, dự án dự định sẽ phát hành hồ sơ mời thầu vào đầu tháng 6 năm 2017 và đưa vào khai thác vận hành vào năm 2024. Trong chương mục con số mỗi ngày hôm nay, chúng tôi xin đề cập tới con số 35%. Đây là tốc độ tăng trưởng trung bình năm của lĩnh vực thương mại điện tử Việt Nam. Tại hội thảo về các mô hình kinh doanh nhỏ, siêu nhỏ và vừa diễn ra mới đây, trong khuôn khổ hội nghị APEC tại Đà Nẵng, các chuyên gia đã đưa ra dự báo về tốc độ tăng trưởng thương mại điện tử của Việt Nam mới đây. Theo dự báo, thì quy mô thương mại điện tử toàn cầu sẽ là con số 1.000 tỷ đô la Mỹ vào năm 2020. Trong đó, với tốc độ tăng trưởng trung bình 35% một năm hiện nay, thì Việt Nam được đánh giá là nước có tốc độ tăng trưởng trong lĩnh vực này nhanh nhất trên thế giới. Tốc độ tăng trưởng này gấp 2,5 lần so với Nhật Bản. Tại hội nghị, các chuyên gia cũng cho biết Việt Nam còn rất nhiều tiềm năng phát triển mảng thương mại điện tử nếu biết cách áp dụng và vận dụng công nghệ hiện đại vào các mô hình kinh doanh quy mô siêu nhỏ, nhỏ và vừa như hiện nay. Và phần tiếp theo của chương trình, chúng ta sẽ cùng quay trở lại với các thông tin đáng chú ý như sau. Bão đổ bộ vào Philippines, nhiều trường học và chợ phải đóng cửa. Sau khi ra mắt Galaxy Note 8, lập đỉnh lượng đặt hàng trước trong các dòng Note của Samsung.